Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách khi sử dụng máy cắt cảnh quan hạn chế bị hỏng và tăng độ bền cho máy. Nhiều bạn hỏi mình sao khi mua các cái máy này, máy xịn, máy nhiều tiền, đắt tiền mà dùng một thời gian ngắn nó đã hỏng, khi là dăm bữa lửa tháng đã hỏng rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái số lưu ý khi dùng cái máy này. Nó sẽ có vài cái lỗi khi mình sử dụng cái máy này. Đây mình sẽ tháo ra để mình chỉ cho các bạn nhìn cho nó dễ. Đây cái này là cổ bóp, đây chủ than máy. Thông thường thì cái chủ than này nó chạy, nó sẽ đè vào cái chỗ cổ bóp cho máy nó chạy. Các bạn nhìn xem nó bị cái cổ bóp này đang lõm hết. Đây là rô. Khi mà cái cổ bóp này nó mới bị vỡ hoặc nó mòn thì sẽ phải thay nguyên cả cái rô này. Thì thường thường là khi mọi người sử dụng hay bị dính cái lỗi này nhất. Đây là cái chổi than. Thì khi nhà máy họ sản xuất ra chổi than ấy, họ sẽ gắn cái sợi dây đồng gắn sâu vào trong này tầm khoảng 3-4 ly. Khi mà các bạn dùng cái chổi than này dần dần nó sẽ mòn đi nhá, nó chạy đều như này xong nên nó sẽ mòn đi này. Nó mòn đến chỗ này mà mình không biết mình thay chổi than mới thì nó sẽ bị cái dây đồng này này nó sẽ chạy trực tiếp vào cái chỗ cổ bóp này và nó sẽ làm hỏng cái cổ bóp này. Nhưng cái chổi than này thì nó rất là mềm. Đấy, chạy dần dần chạy như... khi nó chạy thì nó sẽ mòn dần và khi gần hết ấy, mà các bạn không để ý thay nó sẽ tì vào cái dây đồng này, nó sẽ quẹt trực tiếp vào cái cổ bóp này, nó sẽ gây ra sứt mẻ và nó sẽ hỏng cổ bóp làm thay cả rô. Vậy khi các bạn cắt, các bạn lưu ý khi mà cảm thấy máy nó yếu đi hoặc là nghe có tiếng nó lộp bộp ấy, à, lúc đấy là triệu chứng là sắp bị chủ than thì các bạn phải thay ngay, dừng lại ngay, không được làm tiếp. Còn cố mà làm tiếp ý, thì nó sẽ chạy vào cái dây đồng này này, nó sẽ quẹt vào đây, nó sẽ hỏng. Nhiều khi mà đang chạy dở có khi là bảo làm cố thêm một tí nữa để cho nó xong, nhưng nhiều bạn thì cũng không biết là cứ chạy khi nào nó dừng hẳn, nó không chạy được nữa thì thôi, thì lúc đấy thay. Thì lúc đấy mới thay chổi than thì lúc đấy là nó đã rất là dễ hỏng máy, hỏng cái vỡ cái cổ bóp này. Vậy là các bạn muốn bền ấy, thì hãy kiểm tra định kỳ, khoảng tầm tùy theo là mình dùng nhiều hay dùng ít. Dùng nhiều thì có thể là nửa tháng hoặc là một tuần, hai tuần là mình phải kiểm tra xem. Nếu mà mình mở ra mà nó như cái chổi than hiện tại như này này là có thể mình thay luôn được rồi này. Khi mình để nó mòn sâu vào rồi nó chạ, khi nó sâu vào ấy máy nó sẽ vừa yếu đi vừa nó quẹt vào dây đồng, nó sẽ hỏng cái này, hỏng cổ bóp này, mình sẽ phải thay cả nguyên cả quả dục cái rô này của nó. Khi hỏng nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, vừa mất việc của mình thì mình lại mất công mình đi sửa. Mà nhiều con máy các cái rô này còn khó tìm ấy. Tìm rất là khó. Nhiều máy thông dụng thì mình đến cái là người ta có, người ta thay luôn cho mình luôn. Còn nhiều con máy là phải đặt đấy, xong bắt đầu người ta đi, người ta đặt xong mua, chúng ta mua có thì bắt đầu về mới thay được. Rất là mất thời gian của mình. Các bạn lưu ý là kiểm tra định kỳ. Khi mở ra mà thấy như này là thay luôn. Thì đừng để nó lâu hoặc là chạy nó
hết rồi lại tắt hẳn máy rồi thì lúc đấy mới thay, nó rất là hại máy. Bạn lưu ý vấn đề đấy. Còn vấn đề nữa mà mọi người hay khi dùng máy này hay mắc phải này là khi mình chạy máy mình tì máy mạnh quá. Bình thường mình cắt mình để không thì nó sẽ lâu lâu cắt được, hoặc lâu mài đi được ấy. Thì mình phải tì mạnh xuống, nhưng tì với lực vừa đủ thôi. Nếu mình tì mạnh quá thì máy nó sẽ bị ép, nó sẽ gồng máy lên, nó sẽ gây ra nhiều máy mà ép mạnh quá ấy, là nó sẽ bị cháy luôn cả cái, khi đang chạy phát nó sẽ bốc khói và chạy cháy luôn cái cuộn dây điện này xung quanh này đấy. Hoặc là mình tì với lực vừa phải thôi thì máy nó sẽ rất là bền. Cũng như kiểu là con người ấy, bây giờ mình bê được khoảng tầm khoảng 30 cân 40 cân thôi, nên mình ép mình 7 80 cân là mình sẽ khuỵu ngay, mình không thể chịu được. Các bạn hình dung là như thế. Nên nó có hai cái lưu ý như thế là hay mắc phải nhất là cái rô thay chổi than này, bạn phải kiểm tra định kỳ thì máy nó sẽ rất là bền. Các bạn không biết cách sử dụng thì phải cả các bạn có mua máy ngon đi chăng nữa thì nó cũng sẽ rất nhanh hỏng. Đây là dòng máy này là chỗ than lắp ở ngoài này. Một đâu là cái máy này của mình này. Bên ngoài không có nhá. Nhưng chỗ than nó sẽ nằm bên trong. Đây các bạn tháo ra để tháo đít của nó có cái con ốc của đít. Đây chỗ than nó sẽ nằm ở điểm này và điểm này. Đây mình sẽ lấy ra xem thử. Nha, lấy ra xem thử cái chổi than này của mình là sắp hết rồi này. Này như này sắp hết này, phải thay này. Không để nó chạy sâu vào tí nữa là hỏng máy luôn này. Đó. Cả mấy khoan này cũng thế nhá, khoan này cũng vậy này. Cũng tháo cái khoan ra nó cũng nằm ở bên trong này. Hầu như là các cái máy nào đều dùng chạy chủ than hết, các bạn sử dụng là các bạn lưu ý thế. Thì máy khi mình biết cách sử dụng ấy, máy nó sẽ rất là bền và mình hạn chế tối đa cái việc hỏng hóc của máy. Như bình thường ấy, máy này cái máy mà mình chạy sử dụng đúng cách ấy, thì dần là cái này nó sẽ mòn dần này, thì đến thời gian của nó thì cũng khoảng tầm được 2 3 năm sau thì dần máy nó tự hỏng thì mình sẽ thay rô. Nhưng còn nếu mà mình mà không biết cách sử dụng, có khi là nửa tháng 1 tháng 2 tháng là sẽ hỏng luôn, là thay rô luôn. Nên các bạn cần lưu ý những cái này đấy. Các bạn thấy chia sẻ của mình hay, hãy like và đăng ký kênh ở để ủng hộ mình. Còn các bạn đừng quên nhấn chuông thông báo để đón nhận những chia sẻ mới nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.